ơi. Ủa? Chú nằm nghỉ ngơi nha chú. Điều dưỡng rồi. Rồi. Rồi chị ơi, bác sĩ đang tới đó chị. Bác sĩ ơi. Dạ. Nghe nè. Điều dưỡng rồi. Tới cái gì mà tới? Từ hồi nãy tới giờ tôi vô đây. À. Đó rồi em của tôi nó lết qua tới đây rồi mà nãy giờ bác sĩ chứ không có làm sao vậy hả? Chị bình tĩnh. Nãy giờ tôi thấy chị vô đây chị cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết trơn. Ở đây cũng đau, ở đây cũng đau, con bé kia cũng đau, chị không giải quyết được cái gì hết trơn á trời. Dạ chị bình tĩnh. Bây giờ tôi hỏi chị rút cuộc là chị có biết làm điều dưỡng không? Hà Trinh xin chào tất cả quý vị khán giả yêu thương của chương trình 1 giờ hoán đổi. Chương trình 1 giờ hoán đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện về nghề điều dưỡng. Và nếu mà nhắc về nghề điều dưỡng á, thì chị Tô Nhi A có nhớ về một kỷ niệm thật là ngọt ngào hoặc là một kỷ niệm nào đó đầy tổn thương không? Xin chào Lưu Hà Trinh và xin chào quý vị khán giả của Một Giờ Hoán Đổi. Ngày hôm nay khi mà bàn về nghề điều dưỡng, thực ra thì bây giờ không biết nói cái chuyện này là mình sẽ phải bắt đầu bằng câu là thật là vui hay là thật là không vui. Bởi vì mình có rất nhiều những cái cơ hội được gặp các bạn điều dưỡng. Mà mọi người biết rồi đó, mình gặp điều dưỡng là mình phải vô bệnh viện. Dạ. Thì rõ ràng là trên đời này thì cũng không ai thích vô bệnh viện. Nhưng mà cái điều vui nó nằm ở chỗ là ơn trời, là đến thời điểm này mặc dù ra vào bệnh viện rất là nhiều lần vì nhà mình có người già mà thì mình chưa phải gặp một cái bạn điều dưỡng nào để phải cảm thấy khó chịu hoặc là oán hận hoặc là uất ức vì cái cách làm việc của các bạn. Và ngược lại thì cơ bản là mình đều thấy và mình đều gặp được những cái bạn điều dưỡng ở nhiều bệnh viện khác nhau nha. Cái này là mình phải nói rõ, chứ không có nghĩa là người ta, mọi người có thể nói là ồ tại vì mình may mình vô cái bệnh viện đó. Không, mình đã đi từ bệnh viện công đến bệnh viện tư rồi, mình đi từ bệnh viện địa phương cho đến bệnh viện cấp trung ương rồi. Thì may mắn cho mình là mình đều gặp được những bạn điều dưỡng cơ bản là rất là tận tụy. Nhưng mà mình phát hiện ra một chuyện nè, trên đời không có bao giờ mà tự nhiên nó may hết á Trinh. Bởi vì chị đã từng thấy đúng cái bạn điều dưỡng đó rầy rà người khác, nhưng mà khi họ chuyển di về cái giường bệnh của người nhà mình thì họ lại rất là dễ chịu. Thì chị nhận ra một cái điều rất là cơ bản, đó là cái áp lực công việc của nghề điều dưỡng tại Việt Nam nó rất là cao. Bởi vì cái tỷ lệ thống kê á, thì lực lượng y bác sĩ và những người làm gọi là nhân viên y tế nó chưa phải là một cái tỷ lệ lý tưởng đối với một quốc gia. Có nghĩa là cái lượng công việc mà các bạn nhân viên y tế, trong đó bao gồm bác sĩ điều dưỡng, hộ lý y tá v.v. đang phải gánh, đang phải tải, nó quá với cái gọi là cái quy định vốn có cho một cái lao động chất lượng. Cho nên việc mà họ đôi khi họ không quản lý được cảm xúc nè, họ cảm thấy mệt mỏi nè. Và lương thì thấp nha. Phải báo trước là ngành y tế Việt Nam thì lương cũng không phải là cao đâu nếu như mà bạn lao động đúng với cơ sở y tế. Thì tất cả những điều đó có thể đã tạo ra những điều dưỡng mà đôi khi họ cũng hơi mất kiểm soát và họ có những cái tình huống giao tiếp nó căng thẳng với bệnh nhân. Nhưng mà may quá là chắc là trời thương cho nên mình chưa gặp. Ấy thế mà ngày hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều bạn mong muốn được tìm hiểu thêm về ngành điều dưỡng. Bởi vì cái thiên chức cao quý của nghề đó là chăm sóc, yêu thương và bao dung cho người khác. Thưa quý vị, hôm nay Trinh và tiến sĩ Tô Nhi A rất hân hạnh được chào đón đến đây một đại diện của nghề điều dưỡng là bạn Lương Thị Nguyệt. Xin mời bạn xuất hiện ạ. Phim trường Một Giờ Hoán Đổi rất vui được chào đón bạn Lương Thị Nguyệt. Xin chào bạn. Dạ, chào chị. Dạ, xin chào quý vị khán giả. Xin chào tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào MC Lưu Hà Trinh, em là Nguyệt, điều dưỡng viên đến từ Bệnh viện Quốc tế Minh Anh. Rất là giống với hình ảnh mà em tưởng tượng về các chị và các bạn điều dưỡng á, là một người có giọng nói nhẹ nhàng. Đúng rồi. Đủ khuyên mình á, là phải biết uống thuốc đúng giờ mặc dù rất đắng. Đủ khuyên mình á, là đừng có đối xử tệ bạc với cơ thể, đừng có chống lại những cái lời khuyên của bác sĩ. Nhưng mà đôi khi cũng có một cái sự tin tưởng nghiêm khắc nhất định để chúng ta có thể soi vào. Thì Nguyệt có thường xuyên phải lên truyền hình như thế này không? Dạ, đây là lần đầu tiên mà được mời lên sóng truyền hình. Lần đầu tiên thì lên sóng truyền hình để chia sẻ cái câu chuyện nghề của mình với quý vị khán giả. Nhưng mà nghề điều dưỡng thì mình đã chạm vào nghề tính đến thời điểm này là bao nhiêu lâu rồi Nguyệt? Dạ, tính tới thời điểm này thì em đã cống hiến cho nghề trong vòng 12 năm. 12 năm, dạ. Đủ dài. 12 năm lúc mà bạn bắt đầu tầm khoảng 24-25 không? Lúc đó thì mới tốt nghiệp ra trường là lúc đó là 22 ạ. 22 còn rất 10, là trẻ. 12 năm, một cái khoảng thời gian mà Nguyệt cảm thấy đủ để xác tín lại với bản thân mình rằng là mình yêu nghề. Dạ. Thực ra thì yêu nghề thì bọn em thì đã làm việc được trong vòng một năm đầu tiên thì đã cảm thấy là mình yêu nghề. Thì mình mới cống hiến với nghề.
Chứ đối với ngành nghề điều dưỡng mà mình bước vào, chỉ cần trong vòng vài tháng thôi, nếu không có thể tấm lòng yêu nghề thì mình đã ngưng lại được rồi. Đã rời đi rồi. Dạ, đã rời đi rồi. 12 năm là khoảng thời gian quá đủ tin tưởng để mình xác định, rèn luyện. Dạ. Chị Nguyệt thì thật là dịu dàng, nhẹ nhàng. Có phải đây chính là cái tính cách mình cần có để mà mình có thể thích nghi với cái công việc mà có rất nhiều những sự đòi hỏi, đôi khi là vô lý hay không? Dạ, thì đúng là như vậy. Tại vì tính cách ban đầu cũng có thể là do công việc nó rèn rũa mình. Thực ra tụi em cũng chỉ là tuổi trẻ thôi, thì cũng có những cái bồng bột, cũng có những cái bốc đồng. Nhưng mà nghề nghiệp tôi luyện mình, dạy mình có những kỹ năng và những cái phẩm chất mà mình nên có. Đó là phải chậm sống, phải chậm và phải suy nghĩ, phải hiểu được khách hàng, hiểu được bệnh nhân, hiểu được người nhà là cái đối tượng chính mà tụi em chăm sóc. Dạ, có bao giờ có những cái tin đồn không hay, thí dụ như là cái gia đình này á, người ta ở trong có vẻ có điều kiện hơn thì mình sẽ đối xử ân cần hơn, còn gia đình kia thì có vẻ như là khốn khó một chút, không có khả năng bồi dưỡng cho điều dưỡng, thì điều dưỡng sẽ có phân biệt không? Có bao giờ có chuyện đó mà mình nghe tin đồn nó xảy ra không ạ? Thực ra thì có rất là nhiều. Tuy nhiên thì những cái đó chỉ là ý kiến từ một cái luồng suy nghĩ bên ngoài thôi. Còn đối với bản thân người điều dưỡng thì một khi đã làm thì người ta suy nghĩ là bệnh nhân nào cũng như bệnh nhân nào hết. Dù là một bệnh nhân vô danh, bị tai nạn vô danh chẳng hạn, nhưng mà người ta vào không có gì hết thì việc cấp cứu người bệnh ban đầu vẫn phải đặt lên trên hết. Tại hồi nãy Trinh có nghe tiến sĩ Tô Nhi A nói là trong cuộc đời của chị ấy vào bệnh viện cũng rất là nhiều để mà chăm sóc người thân nè, người già nè, và cả bản thân mình cũng kiểm tra sức khỏe đó, thì chưa bao giờ gặp một điều dưỡng nào khó chịu cả, thì Trinh tin cái điều đó rồi. Nhưng mà chị ấy đã thấy một vài những thái độ hơi mệt mỏi, bực dọc một chút với những người còn lại. Vậy Trinh suy ra là có thể là chị Tô Nhi A dễ thương nên là người ta cũng nhẹ nhàng với chị ấy. Vậy có bao giờ mà bạn cảm thấy là không thể chịu đựng nổi nữa rồi vì khách hàng này quá quắt quá, vì đòi hỏi này không có đúng trong những cái quy định của nghề mình, thì mình có bùng nổ không? Dạ không. Thường thì nếu mà khách hàng càng khó tính thì mình càng phải nhịn. Đấy là mình phải càng phải có cái độ mức độ dịu dàng tốt nhất để mình có thể làm sao mà khách hàng người ta từ cái nóng mà người ta nguội dần. Đấy là cái yếu tố chính, đó là kỹ năng, gọi là kỹ năng giao tiếp mà mình phải được tự rèn luyện qua từng năm tháng. Mình không được có được kiểm tra rồi vượt qua những bài tình huống khó với một giờ hoán đổi không? Thường thì bệnh viện hoặc là Bộ Y tế cũng có những cái ngạch đào tạo cho điều dưỡng về giao tiếp, và giao tiếp đối với lại bệnh nhân, đối với thân nhân trong mọi tình huống. Thì những cái tình huống đó tụi em cũng đều được học qua. Tuy nhiên thì giao tiếp với người bệnh thì mình phải rèn rũa trong cái môi trường bệnh viện. Khi mà mình làm, mình tiếp xúc, mình giao tiếp với họ thì mình sẽ rút kinh nghiệm ra được. Với lại mình, nếu là điều dưỡng thì mình phải giữ được cái tấm lòng của một người điều dưỡng, đó là tấm lòng lương thiện hết mức. Thì mình mới có thể đáp ứng được những cái đối tượng khách hàng khó tính như vậy. Vậy những khó khăn lớn nhất của nghề điều dưỡng là gì? Cái khó khăn lớn nhất của chúng em đó chính là cái thời gian mà mình cống hiến cho nghề là nó chiếm hết trọn gần như là khoảng thời gian mà mình dành cho gia đình. Lúc nào cũng phải suy nghĩ về người bệnh, về hiệu quả chăm sóc cho người bệnh tốt nhất. Và cái khó khăn nữa đó là mình phải làm sao mà chiến thắng được cái nỗi sợ hãi của bản thân. Sợ hãi, lo lắng, rồi khi đối diện với những cái nguy hiểm, những cái nguy cơ mà nghề nghiệp tạo ra, thì mình phải chiến thắng được cái lòng sợ hãi đó, mình mới có thể làm được. Ví dụ rõ nhất là trong mùa dịch vừa rồi bạn cũng có đồng hành trong đúng rồi. Mùa dịch vừa rồi thì tất cả nhân viên y tế trên toàn quốc mình đều tham gia ra tuyến đầu hết. Thì em cũng là một trong số những nhân viên y tế đó. Thì em cảm thấy rằng đó, trong đại dịch như vậy thì cái nỗi sợ hãi mà lo lắng của bản thân đó lại càng phải được bỏ qua hơn hết. Có lẽ là em tìm được câu trả lời rồi chị Tô Nha. Thực ra thì nếu như mà liệt kê những cái điều đẹp đẽ mà nghề điều dưỡng mang đến cho cuộc sống này và trong cái sứ mệnh nghề của họ buộc phải thể hiện đó, thì nó nhiều lắm. Mình gạch đầu dòng cũng chưa chắc là đã chi tiết, bởi vì chúng ta không phải là người trong cuộc. Tuy nhiên một nghề nghiệp mà nó tồn tại, nó luôn nhận được rất nhiều góc nhìn. Chúng ta sẽ có những cái góc nhìn rất là tích cực về một cái nghề nào đó, ví dụ hôm nay là nghề điều dưỡng, nhưng chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn nó phiến diện hoặc là nó chưa đầy đủ, thì đôi khi nó lại tạo ra những cái dư luận mà không có tích cực. Cái vấn đề chỗ là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay họ đến với nghề này tích cực hay tiêu cực, chỉ có họ trả lời được thôi. Vậy thì có một cái thông tin rất là thú vị đó, không yêu là khoảng vài tháng là rời đi. Điều này có nghĩa là nó có rất nhiều thử thách nha.
Nó có rất nhiều thử thách nha. Nghe là thấy trúc trắc rồi chị hả? Đúng rồi, cho nên là không yêu là chỉ cần vài tháng thôi. Tức là cái chất liệu nghề này nó sẽ nhiều, tình huống nó sẽ nhiều, cam go nó sẽ nhiều. Vậy thì cái nhân vật của mình tại sao lại thích tham gia? Tự mình hỏi thử xem là cô bạn mà đăng ký tham gia chương trình để được hoán đổi thành nghề điều dưỡng, bạn ấy có khao khát đặc biệt gì hay không. Nên em xin phép là mời chị Nguyệt và cả chị Tony A sẽ cùng gặp gỡ một bạn khách mời qua phần góc nhìn. Nhưng trước hết xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ lao trong ít phút nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Ngọc Ánh. Năm nay mình 26 tuổi. Hiện tại thì mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại thì mình đang làm công việc đó là mình kinh doanh các sản phẩm về sống xanh, bảo vệ môi trường. Ngày hôm nay khi mà được đăng ký tham gia chương trình 1 giờ hoán đổi với vai trò là một điều dưỡng viên thì mình thấy rất là hào hứng. Và mình hy vọng là sau 1 giờ hoán đổi này thì mình sẽ phần nào cảm nhận được những khó khăn, những vất vả và những cái góc nhìn khác từ cái công việc điều dưỡng. Và mình rất mong rằng là từ những góc nhìn đấy thì mình sẽ thêm yêu cái nghề điều dưỡng hơn. Hy vọng mọi người sẽ đón xem chương trình. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chuyên mục Góc Nhìn. Và vừa rồi là bạn Ngọc Ánh với rất nhiều những suy tư về nghề điều dưỡng. Và đúng như chị Tô Nhi A nói, mỗi động cơ đều xuất phát từ một sự ấm ức nào đó hoặc một sự ngưỡng mộ nhất định. Và chúng ta sẽ cùng trò chuyện đôi phút trước khi bước vào trong thử thách 1 giờ hoán đổi. Theo chị Nguyệt là tại sao mà mọi người lại có một cái sự can đảm mạnh mẽ như thế khi mà tiếp xúc với các bệnh nhân? Và dù là trong lòng chúng ta đều có nỗi sợ hãi nhất định, thí dụ sợ máu hay là sợ virus và là sợ rất là nhiều những căn bệnh truyền nhiễm khác. Thì đó cũng không phải là cái can đảm đâu, mà một khi đã lựa chọn ngành nghề thì đối với bất cứ một cái bệnh nhân bị cái gì thì tụi em cũng đều phải dấn thân thôi. Dấn thân riết rồi cũng thành quen, nó cũng thành một nghề thôi. Và chị nghĩ gì về chia sẻ của bạn Ngọc Ánh? Đó là rất là đam mê trở thành nghề điều dưỡng và mong muốn được bước chân vào nghề. Chị có khuyên bạn hay cho bạn một vài những bí quyết nào đó để vượt qua thử thách dễ dàng hơn hay không? Dạ, thì nếu mình có đam mê thì mình cứ làm. Tuổi trẻ thì nếu mình đã đam mê với một cái vấn đề gì đó rồi thì mình nên thực hiện nó. Mà để trở thành một điều dưỡng thì mình cũng cần phải có những cái tố chất nhất định. Đầu tiên đó là một cái tâm với nghề. Theo em thì cái tâm với nghề là yếu tố tiên quyết mà mình đi vào nghề điều dưỡng. Dạ. Chị, ngoài tâm ra mình phải còn có gì nữa chị? Phải là ngoài ra còn có gì mà là bắt buộc bạn phải có năng lực đã. Dạ. Thực ra mọi cái nghề nghiệp nó chỉ mang đến cho bạn sự an toàn và nó hun đúc cái tình yêu mỗi ngày nhiều hơn. Với một cái điều kiện là bạn phải có năng lực thực hiện yêu cầu của nghề nghiệp. Chúng ta đến với nghề nào cũng vậy, nhưng mà nếu như chúng ta không nắm được quy trình nghề nghiệp, chúng ta không có thao tác nghề nghiệp đúng chuẩn mực, trời ơi, hậu quả nó kinh khủng lắm. Đặc biệt đó là đối với những cái nhóm ngành liên quan đến sức khỏe của con người. Dạ. Cho nên là coi thử coi là bây giờ tình yêu là có rồi đó, nhưng mà khả năng thì đến đâu thì phải đến với 1 giờ hoán đổi. Và chúng ta sẽ luôn có những bài kiểm tra cuối kỳ cho những sự hung đúc về năng lực đó. Xin mời quý vị sẽ đến với bài kiểm tra có 1 tiếng dành cho bạn Ngọc Ánh mang tên 1 giờ hoán đổi. Cô hỏi cháu có chuyện gì vui thế? Cho đây. Cô có chuyện gì vui ngày hôm nay em kể con nghe chơi cô. Có, vui lắm. Ngày hôm nay cô đi, cô thấy một bạn nhỏ rất là ngoan. Dạ. Lụm được rác và mang bỏ thùng rác luôn, con thấy ngoan không? Trời ơi, cô điều dưỡng ơi, có cách nào cho con bé nó im, nó hát hò, tôi ngủ không có được cô điều dưỡng ơi. Không cho hát. Hò nha chú. Con ơi, con làm ơn đi, con nghỉ ngơi chút xíu. Con hát cho con nghe được không? Thôi cô hát dở lắm, mấy cô hát dở lắm. Cực kỳ luôn. Hát hay hả? Đúng rồi, xíu nữa cô chỉ con hát nha. Dạ. Con tập trước nha, nhẩm nhẩm trong đầu thôi. Nhẩm nhẩm chứ ba cô. Đúng rồi, bài con heo đất ha. Rồi dạ. Nhẩm rồi nha. Nhẩm rồi. Ok, đúng rồi. Nhưng mà con thích hát cho cái chú này nghe. Xíu nữa tập xong mình sẽ hát cho chú nghe nha. Không, con thấy chú thích lắm, nãy giờ chú nhịp. Bây giờ cô đi dưỡng rồi. Bây giờ cô có cách nào cô đưa bé này ra ngoài chỗ nào khác đi. Chứ đây bệnh viện mà để người ta nghỉ ngơi vô hát sùm về sao ta nghỉ ngơi được. Nhưng mà trong những cái trường hợp đặc biệt đó, thì bệnh nhi với người trưởng thành mới chung một phòng như vậy đúng không? Bởi vì cơ bản là nhi thì chúng ta cũng đã có các cái chuyên khoa sâu cho độ tuổi nhi rồi. Dạ, đối với các bệnh viện đa khoa thì thường cái phòng cấp cứu nó cũng có thể là bệnh nhân nhi cũng vào. Dạ đúng rồi. Bệnh nhân nhi cũng có thể vào chung phòng cấp cứu với bệnh nhân người lớn. Cho nên mình cũng có thể có tình huống này nó xảy ra. Dạ. Dạ. Tôi thích sự yên tĩnh, tôi không thích sự ồn ào náo nhiệt trong cái phòng này. Ý ý cô con biết chỗ yên tĩnh nè. Thôi. Chú muốn yên tĩnh á, chú xuống khu nhà xác đi. Mình là con nít, bé con nít hả chú? Chỗ đó yên bé tĩnh con nít nè. Có ai ồn đâu. Kéo xuống. Dạ thôi chú nằm nghỉ đi, tại không, cái này bệnh này nó. Cái bệnh này mình không có ngồi dài được á, mình chỉ có ngồi với con ạ. Dạ.
không ngồi được cũng phải ghé ngồi. Dạ. Sao? Giờ nói xuống nhà xác là sao? Hả? Chú nói cái chỗ nào mà yên tĩnh là đi xuống mình dưới cái chỗ đó là yên tĩnh à. Nè nói cho con biết nha, chú bệnh chú mới vô đây nằm nghỉ nghe chưa? Con ồn ào vậy sao chú nghỉ ngơi được? Mẹ. Sao chú la con? Chú la con kìa. Sao không sao? Đúng là có những đứa trẻ rất là đáng yêu vậy, nhưng mà đôi khi sẽ có những đứa trẻ nó hơi nghịch ngợm một chút. Bây giờ con la ai? Con nhìn ai con la? Không, chú la con. Hôm nay đi con còn đau bụng, đau họng nó không được nói lớn. Nhưng mà chú la con. Ừ rồi chú sẽ nói. Chú đi đánh con kìa, chú đánh con kìa. Chú Lan nghỉ đi chú Lan nghỉ chú. Đừng mà lên tới đây rồi con về nghỉ cái gì nữa, cho qua tới đi. Lan nghỉ đi chú. Người ta là con gái người ta hồn. Chú Lan nghỉ đi chú. Dạ. Rồi chú ngồi lên đây chú. Dạ đúng rồi. Trời ơi thấy chưa, chú làm phiền cổ quá à. Rồi chú nằm nghỉ cô, đi. Cô con uống nước. Đó. Chú nằm nghỉ đi nha. Cô. Chú khách nước xíu con lấy cho chú nha. Cô ơi con uống nước. Đây huyết áp lên rồi. Dạ. Ê, chú nằm im đi con nói chuyện cho chú nghe được rồi, chú đừng có nói gì lại hết trơn. Lại ồn nữa hả? Con có ồn đâu. Con nít phải nói chuyện nhiều mới chứng minh là mình khỏe nè. Cô ơi, tá ơi, đôi dép tôi đâu rồi? À, chú nằm lên đây đi. Đôi dép rồi. Dạ, con lấy cho, để con lấy cho. Để con lấy cho, để con lấy cho. Để con lấy cho, để con lấy cho. Vô đây la lớn còn. Ở dưới đây chú ơi, ở dưới. Đau dưới đâu? Dép ở dưới mà. Đau dưới đâu? Bé đang bệnh mà, không có đi được. Chị Nguyệt có hay giải quyết mấy vụ cãi nhau ở trong bệnh viện vậy không? Giữa bệnh nhân? Dạ cũng ít lắm ạ. À ít. Dạ thì vì thường thì phòng cấp cứu thì bệnh nhân vào phòng thì đã trong cái tình trạng rất là mệt rồi. Dạ. Cũng không ai có thể mà nằm đôi co mà cãi nhau như thế này được. Hồi nhỏ em cũng có một tháng nằm ở trong bệnh viện một mình như vậy đó chị. Thì bố mẹ đôi khi phải đi mua cơm á để lại mình một mình ở đấy, thì thế nào mình cũng phá phách rồi mình đi dạo, mình đi bứt bông rồi xong mình nói chuyện lúng tung. Mà một tháng trời vậy á, em thấy hình ảnh thì quen thuộc lắm. Quen lắm hả? Dạ. Huyết áp lên rồi. Thôi à. Con đợi xíu nhé, tại xíu nữa con siêu âm. Thế là mình không được ăn, xíu nữa siêu âm xong mình nhưng ăn nhé. Nhưng mà giờ con đói lắm. Chú muốn lấy đôi dép của chú. Dạ. Đây đôi dép kỷ niệm của vợ chú đây, đâu có ai lấy quá đâu. Quá trời rồi. Đó. Quá trời rồi. Phải qua dạy nó bài học mới được, chứ không thể nào. Trời ơi, đánh con nữa, tính phải qua đánh con hay gì. Xẻo luôn rồi, xẻo trời luôn. Trời ơi, người lớn kỳ cục. Chú ngồi lên, chú ngồi lên đi. Chú ngoài hạch quá. Chú mời qua. Chú nghỉ lên đi. Chú mời qua, con dạ. Kêu bác sĩ, chú huyết áp luôn. Dạ, để con kêu bác sĩ. Chú mời qua. Ở lớp mình có cái phòng giám thị cho học sinh cá biệt, chứ ở trên bệnh viện mình có cái phòng đặc biệt để cách ly không chị? Thường thì bên em chỉ có phòng cách ly để dùng để cách ly những cái trường hợp bệnh viêm đường hô hấp cấp thôi. À, những trường hợp mà vào cấp cứu như thế này, nếu mà thường phân loại giữa trẻ em mà chưa đủ tuổi vị thành niên thì mình thường sẽ phải có phụ huynh đi kèm. Dạ. Sẽ có một người lớn ở bên cạnh để kèm trẻ, chứ cái, trong cái phòng cấp cứu như vậy có rất nhiều những cái dụng cụ máy móc này kia có thể ảnh hưởng tới nguy cơ cho trẻ. Và trường hợp mà không có người nhà thì mình cũng phải có những cái nhân viên khác của bệnh viện để hỗ trợ. Dạ. Để có thể giám sát trẻ dùng nữa cơ. Cô chỉ có tập hát nha. Hát hay con mới nghe. Hay lắm. Rồi cô hát thử một câu đi. Hay nha. Dạ. Nếu mà con hát theo được cô là cô sẽ cho con một phần thưởng. Ừ. Nghe thưởng, nha, nghe nha, nghe thưởng nha. Thưởng gì trước? Thưởng xíu nữa nha. Nhưng mà mình siêu âm xong á thì mình sẽ có phần thưởng. Nó bị cái gì mà con bé bị gì mà nha. Siêu âm bụng vậy? Con bị trâu ruột thừa. Dạ. Nha. Bởi vì chú đừng có chọc con. Nghe nha, bây giờ nghe nha, bây giờ cô hát bài này mà con đoán được bài nào là có phần thưởng nữa nha. Dạ. Đoán nha, chú đối chú đoán được luôn nha. Mẹ mua cho em con heo đất, vỗ tay này, mẹ mua cho em con heo đất. Ý à, hát đi chú. Rồi, đúng rồi, biết bài gì, rồi, biết bài gì. Em vui lắm. Trời ơi, cái chỗ bệnh viện nghỉ ngơi mà giờ hát vỗ tay sao chú nghỉ ngơi được. Chú vừa nói con hát mà. Nhưng mà con hát được, nhưng con bé nó hát, nó dở, nó ồn ào quá, chú nghe không có chịu giờ được. Dạ, bây giờ Nguyệt thấy Ngọc Ánh cũng rất là kiên nhẫn đúng không? Dạ, bạn điều dưỡng này rất là kiên nhẫn. Nhưng mà rất là lúng túng. Dạ. Dạ. Vì bạn ấy đang bị thao túng bởi hai bệnh nhân. Trong khi thực ra điều dưỡng là người chăm sóc, nhưng đồng thời bạn cũng phải là cái người đưa ra y lệnh, người chỉ huy. Dạ. Cô không chịu ở chung phòng với bé nữa. Con lên nước con uống nha. Con lên nước con uống nha. Trời ơi là trời. Nè uống nước này, uống nước. Điều dưỡng đâu rồi? Trời ơi, tôi bệnh, tôi đây, điều dưỡng. Dạ đây em đây chị ơi. Đây chị bình tĩnh em đây. Điều dưỡng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đi gấp lẹ đi. Dạ. Lẹ đi. Sao rồi chị ơi? Sao chị ơi? Đi liền. Bây giờ người nhà đang cần gấp dữ lắm rồi. Mà bây cái giờ gì? Điều dưỡng ơi. Cô này đeo cái túi kỳ quá. Không, bây giờ người nhà đang cần gấp dữ lắm rồi. Bây giờ người nhà tôi đang rất là cần điều dưỡng. Sao chị sao? Người nhà bị cái gì? Phải đi qua bên đó liền. Bị cái gì? Người nhà tôi đang bị đá trong sỏi. Đá trong sỏi. Là vì sao động lộn? Bệnh gì kỳ vậy? Bệnh gì? Không, bị đá trong thận. Là ai đá vô thận cô đó hả cô? Không, không có ai đá trong thận hết mà. Đá nó nằm trong thận.
đá nó nằm trong thận, nằm trong thận hả? Ừ, bây giờ nặng dữ lắm rồi, bây giờ bé nó không có thể nào mà đi được và nó đang bụng nó đang trướng lên, giờ tôi đang tưởng nó đang có bầu, sắp chuyển qua bên phụ sản rồi đó, đi lẹ lẹ đi, bây giờ em tôi nó đang cần cô, mà tôi cũng đang cần cô. Điều dưỡng là phải ở trong cái khu vực mà mình đang chăm sóc đúng không ạ? Dạ, mình có ca trực đúng không ạ? Vâng ạ, thường thì tất cả các bệnh viện đều có ca trực. Ừ, và có cái khu vực làm việc trong cái ca trực đó dành riêng cho điều dưỡng. Có khu vực làm việc của điều dưỡng, gọi là phòng trực điều dưỡng. Ừ. Tức là trong trường hợp này mình có thể đi ra khỏi khu vực mình đang chịu trách nhiệm không? Trường hợp này thì phòng cấp cứu thì thường sẽ có điều dưỡng túc trực. Ừ. Túc trực 24. Nhưng mà trong trường hợp một bệnh nhân ở một cái gian bệnh khác, họ bay qua, họ gào lên, họ lôi kéo để đi qua bên cái gian bệnh của họ, thì các bạn có được rời khỏi cái vị trí phòng trực với hai cái bệnh nhân mình đang được phân công như vậy không? Mình được quyền rời khỏi khi mà mình nhận thấy rằng cái nguy cơ của cái bệnh nhân mà đang đi tới để réo gọi mình đi đó cao hơn, nguy cơ tử vong có thể cao hơn hai bệnh nhân mà mình đang chăm sóc. Dạ. Thì mình được quyền rời đi. Tức là mình phải có yếu tố linh động. Dạ, mình mới đánh giá và phân loại được nguy cơ. Bây giờ là khó khăn cho bạn chồng chất là khi mà bạn chưa đánh giá được là cái trường hợp nào á cần bạn hơn, thì là bệnh nhân ở trong cái ca trực của bạn đã có biểu hiện cấp cứu. À, bạn ấy chưa có dứt khoát để mình tự mình đưa ra quyết định. Bây giờ tôi đỡ đây rồi, ai đỡ em tôi ngoài kia. Trời bác ơi, bây giờ hồi nãy qua đây bình thường mà sao bây giờ nó ngọt thở quá vậy không biết. Cái cảm giác là ngọt thở quá. Cái vỏ cô ngọt thở. Hả? Cái vỏ cô quấn cái cổ cô à. Trời đất ơi. Đây, lẹ lên. Lẹ lên. Trời đất ơi. Ai cha nó bụng quá. Ăn cho mặt. Không đau bụng quá, cứu mặt quá. Ai da. Trời ơi. Đau bụng quá cô ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Cô ơi, má ơi, đau bụng quá à. Phải đi siêu âm thôi, phải đi siêu âm liền rồi. Lẹ lên. Trời đất ơi, thấy chưa? Đây, cô qua đây, bước qua đây tôi hỏi cô. Cô làm điều dưỡng cái kiểu gì? Hả? Cô làm điều dưỡng cái kiểu gì mà nãy giờ tôi kêu cô đi qua bên đó xử trí của em tôi nó làm sao? Mà bây giờ để nó lết qua đây luôn rồi. Chị trời đất ơi. Hả? Chứ chị đi đâu vậy? Đi qua kêu điều dưỡng nè. Bên đây chị bỏ đi. Để em ngồi. Dạ. Cầm. Dạ. Cầm cao lên. Trời đất ơi, cầm cao lên như vậy rồi để máu rồi nó ra bây giờ đây nè. Đau bụng quá, trời đau bụng đi rồi. Đi lâu dữ vậy? Điều dưỡng đây, chị chạy qua, chị gọi. Điều dưỡng ơi. Điều dưỡng ơi. Điều dưỡng phải có khả năng nhận định và tự đưa ra quyết định là vậy. Nhưng mà thêm một cái tình huống nữa, mình thấy có vẻ như là chúng ta thiếu nhân lực, bởi vì thông thường một cái kiếp trực nó phải có hai điều dưỡng. Dạ. Cho nên là bạn này không có yếu tố người đồng hành, không có đồng đội. Dạ. Nên là bạn ấy sẽ rất là khó để có thể xử trí được những cái tình huống như thế này. Nhưng mà trong một số trạm xá đó chị, ngay cả ở những cái quận trung tâm á, em vẫn thấy đôi khi trong cái giờ nghỉ trưa cũng chỉ có một người trực thôi, mà không biết như vậy có ứng phó kịp hay không. Thì thường quy định thì người ta đưa ra tùy trạm xá, người ta có thể một người, nhưng mà trong các tình huống khẩn cấp thì người ta vẫn phải liên hệ được nhân viên khác của trạm hỗ trợ. Đây có thể là bạn ấy chưa kịp mà liên hệ hỗ trợ thôi. Vì người bệnh cứ xoay quanh như vậy thì họ không đủ tỉnh táo để nhận ra mình cần phải liên hệ đồng đội của mình tới hỗ trợ. Trời, điều dưỡng kiểu gì vậy? Cái dây. Rồi đi chị ngồi đây đi chị. Cái gì mà cái dây gì? Chị ngồi đây đi chị. Đây đây đây. Đây. Điều dưỡng ơi, ồn ào quá, xong nghỉ ngơi điều dưỡng ơi. Rồi. Bây giờ nha, giờ đang hết giường, con ngồi đây một bên cho con nằm nghỉ ngơi một bên nha. Con ngồi đây, cô vòng qua đây cô ngồi đi. Con đau dữ lắm. Vì sao vòng được? Cái cây của cô nó nằm đây rồi sao vòng qua đó? Không biết đâu. Trời ơi, bây giờ con đi ra đi, con nhỏ con nhường cho cô đi. Chị điều dưỡng, chị cho nó con mà. Nó nhường đi. Chị ngồi đây xíu đi rồi cho bé nghỉ ngơi. Tại chị thông cảm, tại giường bệnh viện mình đang hết á. Nhiều người đang ngồi dưới đất được. Phải nằm xuống mới vô nước biển được chứ. Trời ơi, ấy con đau bụng quá, không thấy đâu được hết trơn hết á. Trời là trời, chuẩn bị đi siêu âm rồi, chuẩn bị siêu âm rồi, giờ đi siêu âm. Trời ơi, không ai quan tâm tới người cao huyết áp. Và nếu như mà chị Nguyệt ở trong cái tình huống này, chị Nguyệt cách thức giải quyết tốt nhất để mình không bị quay vòng vòng và lúng túng như vậy á, thì sẽ làm gì ạ? Cái giải quyết tốt nhất đó là mình phải gọi được người đồng nghiệp của mình tới hỗ trợ, và mình dứt khoát đưa ra được những cái y lệnh rõ ràng đối với người bệnh và người nhà người bệnh hiện có tại phòng. Và Trinh biết không, thực ra đôi khi chúng ta chỉ có thể tự tin đưa ra một y lệnh khi chúng ta tin vào chuyên môn của mình thôi. Dạ. Cho nên là vẫn phải quay về cái câu chuyện là năng lực chuyên môn tới đâu, thì lúc đó người ta mới dám dứt khoát để lên tiếng. Còn khi mà mình không có kiến thức, hoặc là mình yếu kiến thức, tự nhiên mình đưa ra một y lệnh mà mình cũng không có quyết đoán, không tự tin. Và
và bệnh nhân họ thao túng mình là chuyện bình thường. Mình thấy nãy giờ là thấy tội cái cô điều dưỡng, không biết xong cái một giờ hoán đổi này có dẹp bỏ luôn cái ý tưởng này không, đang lo cho bạn ấy quá. Nhiều khi là cô Ánh cô cũng sẽ giữ cái lòng tin về nghề mà mấy bạn khán giả coi là bỏ hết nghề. Đó, ngược cực lại. Quá. Tôi không muốn để tôi trong cái trường hợp nào ba má xem cũng nói mẹ không muốn con làm cái nghề cực khổ như thật vậy. Thật sự quá rồi. Trời ơi, tôi cũng bị đau mà. Con đợi chú lại, con đợi chú lại nha, con đợi chú lại. Trời ơi, đau quá. Đau quá. Đau quá. Đỡ gì ngược gì. Ngược gì để nằm chú anh. Đeo rồi, đeo dưỡng. Ôi. Trời ơi, rồi chú nằm nghỉ nha. Chú mệt quá. Kêu điều dưỡng cho em đi, đau quá. Rồi, nằm im đi. Đi, chị giải quyết. Xong chưa? Trời ơi là trời. Rồi, chú nằm nghỉ ngơi nha chú. Điều dưỡng rồi. Rồi, rồi chị ơi, bác sĩ đang tới đó chị. Bác sĩ đây. Chị, nghe nè. Điều dưỡng ơi. Tới cái gì mà tới? Từ hồi nãy tới giờ tôi vô đây. Rồi em của tôi nó lết qua tới đây mà nãy giờ bác sĩ vẫn không có, làm sao vậy hả? Dạ chị thông cảm, tại bệnh viện đang đông quá tải, ở ngoài kia cấp cứu nặng, những ca nặng lắm nên là bác sĩ một người nữa đang tới, chị đợi xíu em cảm ơn. Ủa, chị nãy giờ hỗ trợ em nha. Cái vấn đề đông thì đông nhưng mà chị phải giải quyết, em đang đau quá mà. Chị bình tĩnh, bây giờ nãy chị giờ tôi thấy chị vô đây chị cũng không có giải quyết được vấn đề gì hết trơn. Ở đây cũng đau, ở đây cũng đau, cũng bé kia cũng đau, chị không giải quyết được cái gì hết trơn á trời. Dạ, chị bình tĩnh. Bây giờ tôi hỏi chị rút cuộc là chị có biết làm điều dưỡng không? Thôi chị. Nhưng mà em phải vỗ tay cho bạn. Vì thật sự là một người bình thường không thể nào mà kênh nổi một cái sự áp lực khủng khiếp như vậy trong đúng một tiếng đồng hồ. Nhưng mà bây giờ hỏi riêng Nguyệt nè. Dạ. 12 năm trong nghề thì bạn đã bao giờ chứng kiến những cái đồng nghiệp mới của mình á mà phải trải qua cái bối cảnh y như là Ánh ngày hôm nay không? Thường thì điều dưỡng viên mới bên em chưa bao giờ phải một mình mà phải trải qua một cái môi trường mà đông người bệnh như vậy. Cho nên thường là lúc nào cũng phải có đồng nghiệp hỗ trợ cả. Thành ra là bạn Ánh là gọi là sao ta, không phải là như mới mà là tinh khôi còn hơn cả mới nữa, kiểu như là trong veo luôn á. Còn chiếu gọi là chiếu mới chưa trải là tính ra người ta đã là chiếc chiếu rồi, người ta chưa có trải thôi. Còn Ánh là thuộc dạng là chiếu chưa dợt luôn á, chiếu chưa có dợt mới có đem bó lát về để đó chứ chưa có vô cái công đoạn dệt. Thôi thì bây giờ mình mời cái chiếc chiếu chưa được dọt đấy ra đi. Xin chúc mừng cho bà Ngọc Ánh, một cô gái với mơ ước trở thành một nữ điều dưỡng thật là bao dung. Nhưng mà không biết bạn ấy đã rút ra được kinh nghiệm gì và sẽ có được những cái lời khuyên nào từ Nguyệt. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi tiếp theo của chương trình. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình, với chuyên mục Hành Trình Kết Nối. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Ngọc Ánh trên sân khấu nhé. Xin mời Ngọc Ánh ạ. Đây, cô y tá điều dưỡng xinh đẹp của chúng ta đã có mặt rồi. Xin mời em ngồi. Chào em. Dạ, em xin chào tiến sĩ Tonya. Em xin chào chị MC Liêu Hà Trinh. Và chị Nguyệt cùng toàn thể khán giả đang xem chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Dạ, hồi tỉnh chưa em? Thấy căng thẳng vậy? Dạ, sau Một Giờ Hoán Đổi thì em cảm thấy là mình bị quay giống như một cái trong chóng luôn. Và em không nghĩ là nghề điều dưỡng lại khá là vất vả và nhiều áp lực như vậy. Trời ơi, người ta đi kiếm củi 3 năm, các bạn thấy ngọn lửa người ta đốt trong một giờ, các bạn nghĩ là nó rực rỡ lắm. Các bạn quên mất 3 năm đi gom củi. Rồi, chia sẻ nói chung với là người công việc thật nó còn quay nhiều hơn như thế. Trong 12 giờ đồng hồ một ca trực thôi. Một ca trực 12 tiếng. Dạ. Là thông số chuẩn hiện nay hay sao Nguyệt? Cái số giờ mà trực này á, thì tùy từng bệnh viện. Tùy từng cái mô hình. Nhưng mà 12 giờ đó. Tuy nhiên thì em lấy cái mức khoảng cao nhất, đó là 12 giờ đồng hồ đi. Còn thấp nhất thì chắc không có chuyện 4 tiếng đâu ha, cũng phải 6-8 tiếng. Dạ, 6-8 tiếng. Đó em ơi, em mới có 1 tiếng thôi. Nhưng ý ở đây là chị Đường Thị Nguyệt đã có 12 năm ở trong nghề. Và mỗi ngày thì trung bình là tầm 10 đến 12 tiếng sẽ cùng hợp tác với lại những người bạn của mình. Em đang ở trong một bộ trang phục mà em hầm mơ ước. Cảm xúc của em khi ngắm mình trong gương, khi lần đầu tiên em thấy bộ trang phục này nó vừa vặn với mình, nó có vừa vặn với ước mơ trong em không? Em thấy là khi mà em được, trước hết là em đã từng được các chị điều dưỡng chăm sóc, thì em cảm nhận được là các chị ấy là những người rất là có tâm. Và thực sự là mình cảm nhận được tình yêu thương của những người điều dưỡng dành cho mình. Nên là em ước mong là mình sẽ sau này sẽ là một người điều dưỡng tương lai. Và sau Một Giờ Hoán Đổi thì em thấy là khi mình được mặc cái bộ đồ này vào thì mình cảm thấy cái sứ mệnh nó lớn hơn. Và mình cảm thấy trân trọng cái nghề này hơn. Tuy nhiên thì sau Một Giờ Hoán Đổi thì em thấy là công việc này nó không hề dễ dàng như
là mình nghĩ ngay từ đầu. Và nó cũng gặp rất là nhiều áp lực. Và em thấy là không phải chỉ là mình có tình yêu thương, mình cần có tấm lòng hoặc là mình có cái tâm trong nghề lớn, mà mình còn phải có nhiều kỹ năng, nhiều chuyên môn thì mình mới làm tốt được cái công việc này. Em nghĩ là như vậy. Rồi bây giờ sau 1 giờ thì mình có quyết định là thôi em cũng làm việc với con người nữa. Em chuyển qua em làm việc với giường bệnh, với tường, với quần áo, đồ, với trang thiết bị y tế thôi. Giờ em không làm điều dưỡng thì em qua làm hộ lý không? Em thì sau 1 giờ hoán đổi thì em nghĩ là cái mình cần là mình cần trau dồi thêm chuyên môn, kỹ năng của mình để mình có thể xử lý được những tình huống khi mà mình gặp bệnh nhân ấy, thì mình có thể xử lý tốt nhất. Dạ. Còn thực sự thì em vẫn mong muốn là mình có thể trở thành một điều dưỡng. Dạ. Dạ. Lương cỡ nhiêu nói luôn cho em nó thật sự gọi là yên tâm. Em có nghĩ là nghề điều dưỡng là một cái nghề mà về cơ bản kinh tế nó cũng đủ để người ta cảm thấy sống xông xuênh thoải mái theo cái góc nhìn của em? Em nghĩ nghề điều dưỡng thì chỉ là một cái nghề mà nếu như là mình đặt cái tâm nhiều vào và mình cảm thấy yêu thương bệnh nhân nhiều thì mình sẽ theo đuổi. Còn về lương thì em nghĩ là chắc sẽ không quá cao so với những ngành nghề khác. Theo em nghĩ là vậy. Dạ. Yeah. Những gì em ấy nghĩ, Nguyệt có cảm thấy ổn không? Dạ, thì cũng mong con cái là em làm việc trong cái môi trường một bệnh viện tư nhân. Cho nên cái đời sống thì cũng rất là được ban lãnh đạo bệnh viện quan tâm. Cho nên mức lương của điều dưỡng tụi em thì cũng xem như là tạm ổn. Tuy nhiên thì không phải là đủ sống mà thời gian tụi em dành cho công việc nó quá nhiều. Nên cũng không có thời gian để mình đi xài tiền. Cái gì cũng có cái giá của nó. Thời gian không có đi xài tiền á, nó vẫn còn vui. Tại vì chí ít là vì tiền nó vẫn còn nguyên đó. Không có thời gian có bồ luôn. Không có thời gian hẹn hò luôn. Rất nhiều bạn điều dưỡng trẻ gặp vấn đề này. Suy nghĩ lại không? Bây giờ phải hỏi cho đến tận cùng đúng không? Đó. Em nghĩ là nếu mà mình đã chọn một con đường mà mình yêu mến như vậy, và nếu như chuyện mà mình có người yêu hay không ấy thì cũng phải tùy thuộc vào là người yêu thương của mình có cùng cái quan điểm sống với mình hay em không. Em ơi, em phải gặp được cái đứa người yêu đã thì em mới biết là có cùng quan điểm hay không. Dạ. Trong khi cái nghề này còn không có cơ hội để đi gặp được gọi là đối tác tiềm năng để nó thành người yêu phản nữa. Bác, lỡ mình yêu bệnh nhân, thí dụ như có bệnh nhân nào đó đã từng bệnh, mình chăm sóc quá dễ thương, sau đó người ta cảm thấy là quá cảm mến trái tim của mình và cái người ta đến với mình thì sao chị? Cái đó thuộc về thiên nhiên tiền định, gặp nhau mà trong cái hoàn cảnh một người bệnh nhân điều dưỡng. Vậy mình cũng yêu một người, một bác sĩ ở trong bệnh viện thì sao? Ê, chưa chắc là đã thuận lợi đúng không Nguyệt? Rồi chừng nữa ai chăm con khi cả hai đều đi trực hết? Thôi không mấy, em chọn anh bảo vệ trong bệnh viện. Em thấy ủa, cũng được. Anh bảo vệ ca của anh cũng nghiệt ngã lắm nha. Đúng rồi, ca còn lịch sự hơn mình nữa. Ca bảo vệ còn lên giờ hơn điều dưỡng nữa. Ít nhất cái anh giao cơm anh cũng rảnh chứ hả? Anh giao cơm anh giao theo đơn hàng của khách mà em. Nên trời ơi, nó là một thử thách thật sự. Nè, cái nghề điều dưỡng nó khó như vậy nè em. Một là bây giờ mình yêu một cái người mà làm theo ca như mình á, thì nhìn về tương lai thấy mong mênh lắm. Tại vì sao? Không có ai ở nhà để chăm con, bởi vì cả hai đều phải theo ca trực. Yêu một cái người mà họ làm giờ hành chính á, thì họ không chấp nhận được một cái kiểu làm việc lộn đầu lộn đũa giống như mình. Rất khó thông cảm. Cái chỉ số ế nó hơi cao. Giờ em thấy thì sao? Dạ, em nghĩ là chắc là cái điều này nó sẽ không cản trở nhiều đối với em. Và em nghĩ là nếu mà nó cản trở quá nhiều thì đã không có nhiều điều dưỡng tâm huyết như ngày nay. Đó, bạn ấy có ý chí rất là cao. Đây mà phải hỏi Nguyệt thôi, đây nè, người đã có 12 năm trong nghề. Bây giờ chị Nguyệt đã yên bề gia thất chứ? Dạ rồi. Thấy chưa chị? Chị gặp người yêu chị ở đâu? Chồng em hiện tại thì là bạn học chung, cho nên là tụi em quen biết từ thời học y tới giờ. May mà quen từ hồi còn sinh viên. Chứ nếu mà đi làm thì cũng chưa chắc vẫn kiếm được. Khó nhờ. Nói chơi vậy thôi. Dạ. Thực ra mình chỉ đặt ra một câu hỏi để chúng ta có một cái nhìn nó đầy đủ về một cái nghề. Chúng ta không thể bóc tách một cái nghề ra khỏi cái đời sống chung của chúng ta được. Bởi vì nếu như mà bạn không có chủ động với những cái tính toán như vậy, đôi khi bạn không có kiên định để nuôi dưỡng lòng yêu nghề đâu. Yêu, hỏi yêu không yêu đấy. Nhưng mà ngoài nghề nghiệp ra, chúng ta còn gia đình, chúng ta còn chức phận của một người con, chúng ta còn mưu cầu hạnh phúc riêng tư của mình nữa. Và nếu như mà bạn không chủ động với cái đặc thù nghề nghiệp đó, lúc này bạn sẽ sống một cuộc đời khổ sở lắm. Tại vì bạn không đành đặt cái nghề mình xuống. Nhưng mà bạn cũng không cam tâm với cái việc mình bị cô đơn. Trời, lúc đó làm nghề cũng đâu có vui.
Nên thực ra nó cũng cần được suy nghĩ, chứ điều này không có nghĩa là bày ra để thấy rằng là bây giờ là cứ làm điều dưỡng là không có cơ hội lập gia đình. Nhưng mà nó thực sự là một vấn đề chúng ta phải cần phải tính. Em hoàn toàn đồng ý với chị Tô Nhi A. Ngọc Ánh ơi, thật sự thì khi mà mọi người nói về vấn đề này không phải là để dọa, để chặn cái đường ước mơ, mà là để xác nhận lại một lần nữa em có thật sự khao khát trở thành một nữ điều dưỡng hay không. Khi em thấy trước được tất cả những cái rủi ro, ngay cả rủi ro về tình cảm và sự thiếu thốn tình cảm nữa, em vẫn ổn với nghề điều dưỡng nếu mà em theo đuổi chứ? Dạ đúng rồi chị ạ. Em nghĩ là nghề nào thì cũng sẽ có đặc thù riêng của nghề đó hết. Và nếu như là mình có thể cân đối được thì em nghĩ là nghề điều dưỡng cũng không phải là một ngoại lệ. Dạ. Em có muốn biết điểm của bài kiểm tra của mình hồi nãy không? Dạ, thực sự là em cũng muốn biết. Em hỏi chị Nguyệt đi. Theo chị thì em được bao nhiêu điểm ạ? Đối với cái khả năng nói chuyện thì cũng rất là nhẹ nhàng. Em cũng rất là chịu khó để mà luẩn quẩn giữa ba bệnh nhân và một người nhà. Tuy nhiên thì mình cần phải biết cách nhận định, đưa ra được cái quyết định cuối cùng để mình phân loại người bệnh này, để mình sắp xếp được ca nào ưu tiên, ca nào sau, và mình phải thông báo và giải thích cho người bệnh và cho người nhà để họ nắm được là khi nào thì họ sẽ được bác sĩ thăm khám, khi nào thì họ sẽ được cô điều dưỡng sang để mà kiểm tra huyết áp chẳng hạn. Thì khi đó thì họ mới không chạy theo mình để họ tìm mình được. Vì vậy thì mình mới không bị làm vướng mắc cái quãng thời gian mà mình chăm sóc cho người khác. Nghe chị nói xong thì em thấy là đó là cái cách giải quyết tình huống của em vừa rồi. Tại vì do là mình cũng không biết được chuyên môn và xử lý như nào, nên là em thấy là mình bị quay giữa ba bệnh nhân như vậy. Vậy nếu như được quay trở lại cái thời gian mà em luẩn quẩn với bốn bệnh nhân đó, thì em sẽ có những hướng giải quyết ra sao? Thì cũng nghe chị Nguyệt chia sẻ thì em nghĩ là mình sẽ phải có những cái nhận định, và mình đôi khi là mình nhu, nhưng mà có những lúc mình phải cương lên để mà mình đưa ra cái hướng xử lý cho bệnh nhân. Đôi lúc bệnh nhân đang bệnh và mình phải thấu hiểu được cái nỗi đau của bệnh nhân, và em nghĩ là mình phải là người phân tích và mình phải đứng ra và mình phải linh hoạt giải quyết tình huống đó dứt khoát, chứ không phải là khi nào mình cũng nhu, khi nào mình cũng ậm ừ và mình đi theo bệnh nhân như vậy thì đôi khi hiệu quả công việc lại không có. Đúng rồi. Ngoài ra chị Nguyệt còn có những cái bí quyết cơ bản nào mà chị đã học được sau 12 năm ở trong nghề điều dưỡng để chia sẻ cho Ngọc Ánh không ạ? Trong nghề điều dưỡng thì mình cần phải có rất là nhiều những cái kỹ năng về chuyên môn này, kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng thấu hiểu người khác này. Quan trọng đối với em thì cảm thấy là cái khó nhất đối với thời điểm hiện tại vẫn là kỹ năng làm sao mình thấu hiểu được người bệnh, thấu hiểu được cái tâm tư và nguyện vọng của người nhà họ đặt đến với mình, để mình có thể đạt được cái cung cấp được cho họ cái hiệu quả chăm sóc tốt nhất. Dạ, ví dụ một câu chuyện mà chị Nguyệt đã từng kinh qua và đã từng thấy rằng wow, nếu như mà không có kỹ năng thấu hiểu này thì tôi thật là khó để vượt qua tình huống đó. Dạ, thì em ví dụ như là một bệnh nhân mà vào hồi sức tích cực đi. Người bệnh đó là mẹ của hai đứa con rồi. Người bệnh bị suy hô hấp và phải thở máy. Thì người chồng người ta rất là muốn làm sao mà các con của họ không bị mất mẹ. Người ta muốn bệnh viện bằng mọi cách tốt nhất có thể cứu sống mẹ của hai đứa con của họ. Tuy nhiên thì việc mà nằm hồi sức tích cực như vậy thì tốn rất là nhiều chi phí. Thì bệnh viện cũng phải động viên tinh thần, rồi cũng phải tìm hiểu xem là hoàn cảnh của họ như vậy thì họ có đủ cái chi phí thì họ trang trải cho cái viện phí đó hay không. Chứ bây giờ mà mình cứ nói với họ là bệnh nhân cần tiền, xong rồi mình cũng không quan tâm gì tới cái hoàn cảnh kinh tế của người bệnh. Mà mình trả người bệnh về thì cũng không được. Vậy cuối cùng mình phải giải quyết như thế nào khi mà mình biết là người ta sẽ cố gắng hết sức để cứu người thân, nhưng mà sau đó họ sẽ phải bán một căn nhà, cả nhà họ sẽ túng thiếu, hay là mình sẽ khuyên như thế nào để người ta hiểu cái cách mà tìm ra một giải pháp tốt hơn và với chi phí phù hợp hơn? Đúng rồi, mình sẽ đưa ra các lựa chọn để cho người bệnh người ta chọn. Người ta chọn được cái phương án nào tốt nhất. Đây là hoàn toàn là người nhà người ta được quyền quyết định. Bác sĩ chỉ là người đưa ra thôi, đưa ra cái nội dung điều trị như vậy, và họ sẽ là người quyết định, chứ mình không được hướng người ta tới một cái mục đích cuối cùng nào hết. Tất cả đều sẽ là sự lựa chọn mà dựa trên cái tầm nhìn bao quát hơn từ phía điều dưỡng, đã hiểu được mọi thứ về chi phí, về khả năng sống còn và khả năng chi trả nữa. Bản thân chị thì gia đình mình có ủng hộ mình tham gia nghề này không ạ? Đối với em thì rất là may mắn vì được gia đình đôi bên đều ủng hộ nghề nghiệp. Đối với bạn bè hay là anh chị em trong nhà thì ai cũng rất là thích khi mình quyết tâm theo đuổi nghề tới bây giờ.
Có nghĩa là mỗi lần mà gia đình có vấn đề gì, họ hàng hai bên có đau bụng hay là có nhức đầu là có gọi điện thoại như kiểu không? Những cái gì gia đình ai bị gì, bị bỏng nước sôi hay gì là gọi điện hết. Gọi là tất các vấn đề. Ồ, cả gia đình mà có một điều dưỡng thì cũng rất là tự hào đúng không chị? Dạ. Cảm thấy yên tâm á, cảm thấy giống như mình có tay trong á. Thực ra thì nghề này khó. Chốt lại một điều rằng là mọi cái ước mơ, mọi cái khát khao nghề nghiệp á, miễn là cái nghề đó là cái nghề không vi phạm pháp luật thôi thì nó đều chính đáng. Nhưng mà nghề điều dưỡng nó sẽ đặc biệt ở một cái chỗ, đó là bạn phải rất đúng quy trình nhưng mà bạn phải rất là linh hoạt. Bởi vì bạn không thể nào đi sai quy trình được, vì quy trình đó nó đã được tạo ra bởi kinh nghiệm và thẩm định khoa học. Nhưng con người thì không ai giống ai. Mỗi một người bệnh dù có chung một căn bệnh thì cái biểu hiện về tâm tính của họ nó cũng không giống nhau. Mà nghề điều dưỡng là cái nghề phải làm việc với cái tâm tính đó đó. Cũng là uống cái thuốc đó đó, nhưng mà kêu cô Lưu Hà Trinh cổ uống khác với kêu cô Nhi A cổ uống. Thành ra là cái độ linh hoạt của cái nghề điều dưỡng nó rất là cao. Và cái gọi là cái sự thấu hiểu về con người nó đòi hỏi như là một cái năng lực đặc biệt mà nghề này buộc phải có. Cho nên là nghề này thì nó khó ở chỗ đó. Nó khó ở chỗ vì bạn không biết trước kịch bản ngày mai trong công việc của bạn là gì, mặc dù quy trình là mình phải nắm cho rõ. Có nghĩa là với một số nghề thì tôi theo quy trình là được, cứ quy trình mà làm. Nhưng nghề này là vừa phải quy trình nhưng mà vừa phải có một cái sự cởi mở để ngày mai bình minh lên, mình vào ca trực, mình phải sẵn sàng đón nhận mọi tình huống, mọi cái hình thể nhân cách đến với mình trong cái câu chuyện khám chữa. Thì đó, nếu như mà các bạn cảm thấy là mình là người cởi mở với con người, mình chịu được những cái tình huống méo mó của cuộc sống thì tham gia. Còn chưa mà vẫn yêu thì ráng mà rèn để có thể tham gia, vậy thôi. Dạ, chưa gì em đã thấy ở Ngọc Ánh có một ánh mắt, một dáng dấp, một năng lượng rất là hài hòa khiến em cảm thấy yên tâm. Khi mà em ngồi gần Ánh hay ngồi gần Nguyệt á, em có cảm giác là không phải là mình đi muốn bệnh đâu nha, mà là có cảm giác rất yên tâm khi mà mình đổ bệnh hoặc một ai đó trong gia đình của mình có vấn đề về sức khỏe, mình có thể nhờ cậy, mình có thể đi vắng được, mình cũng có thể tạo cảm giác thúc đẩy sự yêu thương và tử tế tương tự. Khi gia đình mình có người bệnh thì mình cũng có thể mang cái năng lượng của một nữ điều dưỡng để chăm sóc mà không cáu gắt với họ, không phán xét họ, tìm mọi điều để cho họ được cảm thấy thoải mái nhất. Và đó cũng chính là cái sứ mệnh mà mình nghĩ rằng là ai cũng muốn được đạt đến trong nghề điều dưỡng. Và khi mà chị trò chuyện với những người bạn trẻ, nói rằng em rất là thích hình ảnh của chị, em muốn trở thành như chị, thì lời đầu tiên chị chia sẻ cho họ là gì? Thì em cũng nói với họ như thế này, thì cái gì mà mình tuổi trẻ thì mình muốn thì mình cứ thực hiện thôi. Còn mình làm được tới đâu đó là khả năng của mình. Anh thấy sao? Em càng tăng cái khả năng mà muốn học hỏi bộ kỹ năng của nghề điều dưỡng chứ anh. Dạ đúng rồi, và em nghĩ là trong nghề nào thì mình phải là người trải nghiệm thì mình mới là người rút ra kinh nghiệm được ạ. Và mình biết là cái nghề nào là phù hợp với mình nhất. Và chỉ có trải nghiệm thì mình mới rút ra được điều đó thôi ạ. Còn em nghĩ nếu mà mình xem hoặc nhìn chị Nguyệt hay là mình thấy bất kỳ ai thì đôi khi nhìn có vẻ hợp với mình nhưng chưa chắc khi mà thực tế thì đã hợp với mình. Nên là em nghĩ là chị Nguyệt nói là phải trải nghiệm là em hoàn toàn đồng ý. Dạ, vậy em có thích nghề điều dưỡng hơn không khi tham gia chương trình Một Giờ Hoán Đổi hay em sợ nghề hơn? Dạ, trong cái tình huống mà khi mà gặp mà ba bệnh nhân cùng một lúc ấy, thì em thấy cảm thấy hơi sợ. Vì lúc đó bệnh nhân cần mình quá nhiều mà mình không biết xử lý ra sao. Tuy nhiên thì sau khi được chị Nguyệt chia sẻ thì em nghĩ là cái kỹ năng để xử lý này thì mình có thể trau dồi được. Thì mình lại hoàn toàn yên tâm và mình nghĩ là mình có thể làm tốt được. Nên là em có thêm phần tự tin sau khi mà đã tham gia Một Giờ Hoán Đổi. Dạ. Chị Tô Nha ơi, em rút ra được một điều rất là thú vị từ lời của bạn Ánh cho tất cả các nghề mà chúng ta đã từng trò chuyện qua. Không có cái nghề nào khó, chỉ là chúng ta sợ là bản thân chúng ta chưa đủ vĩ đại để có thể đáp ứng được mong cầu của nghề đó mà thôi. Và nếu như một người đủ vững vàng và đủ tin yêu, họ sẽ nói vì tôi không đủ vĩ đại nên tôi sẽ cố gắng gấp thật nhiều những cái nỗ lực nhỏ nhặt của tôi để trở thành tốt hơn mỗi ngày cho đến khi tôi vừa vặn với cái nghề mà tôi mong ước. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều người nói rằng là đây là cuộc chơi tôi chỉ muốn chơi trong vòng có một giờ đồng hồ thôi mà nó hoàn toàn không thích hợp. Đây là một cái sự lựa chọn khá là thú vị để chúng ta thử nhiều nghề để biết là mình dù như thế nào đi nữa đều mong được cố gắng cho nghề mà chúng ta thật sự khao khát. Đúng rồi, và chị nghĩ nó chính đáng bởi vì cũng ngay trong lời của Ánh, nếu như có cơ hội thì bạn trải nghiệm đi, vì chính cái trải nghiệm của bạn là cái chất liệu quan trọng nhất và rõ ràng nhất để trả lời rằng là mình có hợp hay không. Vậy thì Một Giờ Hoán Đổi là một cái cơ hội trải nghiệm mà ở đó chúng ta cũng không mất quá nhiều, nhưng mà cái được thì có vẻ như là rất là nhiều đúng không? Dạ, cảm ơn chị Tô Nhi A và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng dõi theo lắng nghe về nghề điều dưỡng. Có thể rằng là chúng ta đang có những sự phân vân khác nhau. Hy vọng rằng bạn yêu thích chương trình ngày hôm nay và dõi theo chương trình tiếp theo được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 22 giờ
tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Đến đây xin khép lại. Xin cảm ơn chị Lương Thị Nguyệt và xin cảm ơn bà Ngọc Ánh và tiến sĩ Tô Nhi A đã cùng chúng ta giải đáp những thắc mắc trong nghề điều dưỡng. Đến đây Hà Trinh xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Sau khi được tư vấn và tham dự một giờ hoán đổi thì mình cảm thấy là mình thêm yêu cái nghề điều dưỡng này hơn, tại vì mình thấu hiểu được là nghề điều dưỡng này cần rất là nhiều tâm huyết. Và sau khi lắng nghe những gì chị Nguyệt chia sẻ thì mình thấy là chân dung của một người điều dưỡng có tâm và có rất nhiều kỹ năng thì sẽ như nào. Và sau chương trình này thì những bạn nào mà có mong ước trở thành điều dưỡng thì mình nghĩ là xem chương trình này xong thì sẽ có một cái định hướng nhất định cho bản thân mình. Và mình nghĩ sau này từ cái chương trình này thì sẽ có rất là nhiều những người điều dưỡng cực kỳ tâm huyết, cực kỳ yêu nghề để có thể chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.